Hello, xin chào mọi người, lại là tôi nè, Heo Ellie. Mọi người ơi, hôm nay hãy cùng Heo mở full bộ đồ của ngoài hành tinh nha mọi người. Cái sự kiện của ngoài hành tinh này là Heo tích đủ tất cả các xu của ngoài hành tinh rồi. Cho nên hôm nay Heo sẽ mở full bộ đồ, full tất cả các món đồ của người ngoài hành tinh nha mọi người. Let's go! Rồi thì mọi người cũng đã chiêm ngưỡng những món đồ và những bộ đồ hot của sự kiện lần này rồi. Mọi người ơi, mọi người xem, mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh giúp mình và nhớ follow TikTok của tôi. Đặc biệt là kết bạn chơi game cùng tôi nhé. Bye bye.